Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hành Điều DA Trong video sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Analog ờ, thưa các bạn thật nhìn thì Analog là một dự án cũng rất đổi bình thường Cũng không có gì đặc biệt cả Tuy nhiên à, mình sẽ cùng với anh em đi tìm cái gì đó đặc biệt ở của cái dự án Analog này Và chắc chắn chúng ta đang là những người dùng đầu tiên Để đón chờ những đợt retreat tích tiềm năng với Telet của Analog à, các bạn Analog là một cái dự án mình tìm thông tin từ nguồn crypto uh, fundraising Thì có một thông tin về phần gọi vốn với quỹ À, EMH MH và Venture à, với quỹ này thì thực ra thì cũng là một quỹ rất là lạ mà thấy anh em thấy là trong vòng gì thì gọi vốn có duy nhất là quỹ này quỹ này thì gọi vốn vào tháng 11 năm 2022 thực tế quỹ này thuật nhìn thì anh em chẳng thấy gì đặc biệt cả tuy nhiên nếu như anh em tìm hiểu sâu hơn về quỹ này thì quỹ này rót vốn vào 53 dự án và có rất nhiều cái dự án tiềm năng và hiện nay cũng có những dự án đang săn để chơi tích rất là mạnh nhiệt à, đơn cử như tai cô một dự án cực kỳ hot trong gian gần đây và gần đây thì anh em còn thấy một cái dự án khác đó là cái dự án C Network. C Network là một cái dự án mà chúng ta cũng đã săn rất là nhiệt tình. Đấy. Và đã phát thị trô rồi. Nói trong danh sách thì anh em tìm thấy rất nhiều các cái dự án khác nữa. Danh sách có rất nhiều cái dự án khác nữa. Có cả Casmian App nữa đây. Đấy. Như vậy là dự án này đầu tư vào rất nhiều cái dự án lớn luôn. Và được một trong dự án này, thậm chí dự án còn rót được cả vốn vào vòng uh, A của, uh, của TIA. Như vậy, quỹ MH không phải là một quỹ nhỏ mà là một cái quỹ rất là lớn và... Ở ờ, cái quỹ này thì là một cái quỹ mà chúng ta nhiều bạn cũng không để ý tới nhiều lắm nhưng em thấy thông qua thông tin gọi vốn ở đây thì quỹ này đã rót được rất nhiều vốn vào những cái dự án chất lượng này có cả dự án Aura Network này Aura Network cũng là một con hàng rất là đáng chú ý và con Miro Home cũng là một con hàng cực kỳ chú ý luôn Đấy. anh em nếu mà reset thêm nữa thì càng reset chúng ta càng thấy những cái dự án mà chúng ta rất là quen thuộc ngay ở tam một thôi thì em thấy cũng đã có một số con hàng như Ethos -E -E rồi ethxi một con hàng mà hôm trước hôm trước chúng ta đã săn thì cho tích để con này cũng rất là đáng chú ý luôn rồi graviter này cũng là một dự án cực kỳ chú ý anh em thấy là nó đi vốn cùng với các quỹ lớn ở trong những cái dự rất là chất lượng luôn đó như vậy là cái dự án không phải là một dự án bình thường mà một dự án được gọi vốn bởi một quỹ khá là uy tín đấy như vậy với cái dự án này mặc dù không biết được thông tin gọi vốn bao nhiêu nhưng chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào tennis và rất có thể chúng ta sẽ có những đợt retrace tích đáng để anh em tham gia À, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào test với uh, chương trình như sau. Trước tiên là các bạn sẽ vào link của mình và chúng ta sẽ vào đăng ký. Trong phần này thì sẽ có các bước. Chúng ta có thể là tích cái bản phần này. Điền là phớt name là phần họ, đăng name một tên và tên điện, điện tiếng Anh không giấu. Ở đây thì nó sẽ hỏi chúng ta một số các cái vấn đề. Đấy. Nếu các bạn không quen thì các bạn cứ dùng vua dịch, dịch ra cho nó dễ. Cái gì không biết các bạn cứ dùng vua dịch. Đây, đơn giản đó là lô vị À, thử dịch sang anh luôn mình không giỏi tiếng anh Cái từ này thì từ vựng này thì mình không có biết không biết thì cứ uh, người mới ok ở đây có người mới này bạn là người mới này power user này power user cho người cũ power user là người đầy năng lượng mà power user user thì mình biết như power thì mình cũng biết là năng lượng người dùng quyền lực thì mình cứ chọn là người dùng quyền lực thôi anh, anh em ai thì chọn nghề mới đúng không ạ? Develop cái thứ thì chọn là gì. Rồi đây thì các bạn sẽ cần phải sang Minh, rồi, đây thì chắc là kiểu nâu no quá rồi mình chỉ thoát lại trang đi. Làm lại đầu tiên làm lại các bước không vấn đề gì cả. Rồi, nó sang Minh được phần này rồi, các bạn đi thông tin và ấn vào đăng ký nhé Rồi, đây có test nhiệm vụ, Tớ có test nhiệm vụ tức là có arrow đúng không em? Ta sẽ tiến hành là làm cái nhiệm vụ này, follow này. Rồi ok, retweet bài đăng này dễ này, không có gì là khó khăn đâu. Cứ làm nó ra hết quyền ứng dụng đấy. Rồi. Tít tít một đã đang về ethernet ở nó port đây. tít này thì phải ấn nút rồi, nó sẽ có ủy quyền cho anh em đâu. Rồi tiếp theo là roi vào kênh Telegram này, chúng ta roi tiếp kênh Telegram. Đấy, ấn mở ra. Thì chắc là Telegram mình cũng hơi lag một tí đấy. Ok, máy qua đã mở sẵn rồi. Tưởng chưa mở thì ok hai em lost ở boss ok và đã xong nhé Tại ram là giải quyết ổn thỏa này do discord nữa này mở này cô không biết là còn khoảng trống không rồi biết ngay mà giờ mình sẽ thoát bớt một số cái phim discord mà không cần thiết nữa mỗi ngày thoát ba kênh À, cũng phải vậy thôi nhiều khi phải thoát thôi chứ còn để lại thì nhiều khi cũng giải quyết được gì ít nhiều khi nó không phải là cái tiêu chí chính chỉ yếu là những cái tiêu chí trải nghiệm nền tảng rồi nft cái dự án bây giờ nó có mỗi xui là dùng Discord thôi còn ít dự án dùng Discord có những cái dự án thì nó là vai trò nó dựa theo vai trò rồi để xem nào ở à, đây là chọn vào cái này đi đi ok và start here test cái này thì mình cứ ghi ấn tượng được mà nghịch nghịch chơi chơi thôi chứ còn mình không phải là dead đâu mình ấn vừa chơi vậy thì ok thêm được cái rốt đúng không rồi uh, vậy là tạo được cái discord này chúng ta sẽ JOIN space của Cassie như này thì các bạn chỉ cần ấn vào follow space rồi Đang ta nữa nam miền Nam đến Galaxy nhé và tiếp theo ừ, uh, với tenet của Galaxy, Galaxy thực ra đây này nó cũng là đây thôi mình cũng sẽ làm nhanh cho anh em đăng ký tenet này cái này thì chắc là đây nó cũng có cái nút để chúng ta ấn này mà mình đăng ký rồi mà đăng ký rồi thôi rồi tiếp theo thì ấn lại nhé ấn lại sợ một tí nữa, nó không nhận gần lại cho còn nhựa nó không nhận đấy phải để lại một vài giây chứ đúng không rồi tiếp theo là chúng ta sẽ follow cái tester của dự án này rồi cũng sẽ có một phần truy tiếp một cái bài đăng mở ra theo dõi này. đăng lại rồi, ok ok về được rồi xác nhận nhỉ còn mỗi cái phần này nữa xong phần này nữa xong thôi có thể là nó chưa update đấy thì anh em có thể nốt lại ở trên dấu trang đi là sau, sau này các bạn sẽ vào đây chúng ta quyệt lại sau nha yeah. rồi tiếp theo chúng ta đến với phần uh, các nhiệm vụ khác ví dụ Zerly hay là với kênh YouTube channel các thứ chúng ta nào mình làm YouTube trước đi mình chắc dẫn này mình cho anh em luôn rồi xem cái video xem cái này thì các bạn thông cảm là mình sẽ phải tắt đi để xem nhé các bạn xem hết video có thể chỉnh nhanh tua đi nhé ôi xem cái video của bọn nó xem mất cả 15 20 phút luôn anh em ạ. Lâu vãi luôn. Mình chơi một lúc xong mới xong. Bây giờ mình sẽ đi làm Jolly nhá. Thì các bạn có thể ấn vào đây làm được hoặc là đi theo link của mình thì cũng vậy thôi. Tán vào set in bài. Ok. Khả là rồi chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ đầu tiên là follow đi. Từ follow thì mình xong rồi, nãy follow rồi, mình xác nhận luôn. Nói chung là với Jolly thì mình không có thời gian để làm ngồi làm từng đếm nhiệm vụ với anh em đâu. À, em thông cảm mình chỉ điểm qua điểm qua một số cái nhiệm vụ cơ bản thôi chứ còn mình không có thời gian đến từ nhiệm vụ đâu bởi vì là rất là bận nhá chính là video này cũng không lên luôn nhưng mà thấy dự án này mình trách thì cũng được thực ra ngon thì cũng phải là ngon lắm đâu nó trách cũng được nên là chia sẻ với anh em thôi rồi cái này thì cũng rất là nhanh thôi cho disco thì disco thì mình giỏi rồi rồi do Terra, ra tay ra cũng giỏi rồi mở ra thôi chỉ mở ra để nó đếm mấy giây thôi rồi nói chung là lên level 2 thì nó là một chuyện rất rất là đơn giản rồi lên level 2 là một cái điều mà chắc chắn anh em sẽ nên được đây là cái tham paper của dự án này là buồn ngủ quá sáng nay 5 giờ đã dậy rồi tối qua thì hơn 2 giờ đi ngủ rồi tiếp theo là mỗi nhìn chung là có một cái Jelly là xong rồi còn gasi thì hôm nãy mình đã hướng dẫn cho anh em nó cơ bản rồi có một nhiệm vụ thì khả năng là ngày mai là mới update được các bạn làm đi chưa cái test đây thì ngày mai mới update được rồi, cái này xong hết rồi anh em nhé ở trên này xong hết rồi rồi ok tiếp tục này chờ đếm ngược cái này xong nữa Jelly thì có vẻ Jelly này cũng có rep rồi nói chung là ít nhất là làm sẽ đến được level với rồi thì mấy cái nhiệm vụ retit này nếu mình retit nhiều quá thì không ổn bởi vì mình uh, chia sẻ quá nhiều dự án đấy cho nên là mình cũng làm ở cái mức độ hạn chế thôi đấy anh em chúng ta tiếp tục làm những nhiệm vụ này để nâng uh, có khả năng các bạn sẽ nâng lên level 3 không cái này thì vẫn là được hai chưa nên được ba các bạn làm hàng ngày nhé ok Lần vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án là lốc La một cái dự án mà khá khá là chất lượng với một cái quỹ đầu tư rót vốn vào nhiều dự án lớn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Và xin chào các bạn. Theo tiếp theo.